Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái phần mềm gọi là Draw.io này. Thì tại sao mình cần phải học nó có lợi ích gì, và khi mình học nó mình sẽ thu được những cái gì. Thì để tải được phần mềm này về thì mọi người chỉ cần gõ là Draw.io download này, mọi người sẽ kích vào những cái link bất kỳ, bởi vì cái này nó cũng là miễn phí thôi. Mình sẽ tải về. Thì ở đây nó có thể là mình có thể vẽ được online, draw tức là vẽ đúng không, vẽ online, hoặc là mọi người tải phần mềm về mọi người tự cài và vẽ ra. Thì ở đây mình đã tải và mình cài rồi, nó không có gì cả đây, và nó ra cái icon này. Vậy dùng phần mềm này có tác dụng gì? Mình nghĩ là sinh viên hoặc là ngay cả mình đi làm mình vẫn hay dùng cái này. Thì cái điểm hay đầu tiên đấy, thì khi mọi người làm đúng không, làm bất cứ một cái phần mềm hoặc là một cái design sản phẩm gì đó, thì mọi người sẽ phải vẽ cái lưu đồ thuật toán đúng không. Thì nếu mọi người không dùng cái này, có thể là một phần mềm nào đó, hoặc là có thể mọi người dùng cái pen, một pen này nó cũng mọi người cũng có thể vẽ được lưu đồ thuật toán ở đây bình thường. Nhưng mình ít khi dùng cái này, cái này vẽ nó rất là xấu. Thì mình hay dùng cái Draw.io này. Vậy nó có ưu điểm gì? Đấy là cái lợi ích đầu tiên, và nó theo mình sẽ thấy là mình có hai lợi ích, mình hay dùng với hai lợi ích của nó. Thì lợi ích đầu tiên là vẽ lưu đồ thuật toán. Thì ở đây khi mọi người click lên thì nó sẽ ở đây thì mọi người là tạo một cái diagram mới, hoặc là hay là mở được cái tồn tại đúng không, diagram đã tồn tại. Ok, mình create mới này. Thì ở đây có những cái mẫu, thì ở đây mình sẽ chọn là blank, tức là trống. Thì ở đây mọi người đặt tên là cái gì, dự án của mọi người là cái gì đó, mọi người thấy đặt ở đây bất kỳ, mình để default nó create này. Đây mọi người thấy, nhìn thấy được cái khung vẽ của nó. Đây hiện tại đang để giấy B5, mọi người thấy giấy A0 hoặc tùy mọi người. Đó, tùy vào mọi người vẽ như thế nào. Và ở đây mọi người nhìn thấy những cái lỗ cách nhau này, 10 này. Ở đây mình thường thường mình hay để là bằng 1 để cho nó sát lại nhau. Đấy, mọi người thấy nó sát nhau này. Vẽ cho từng chi tiết nó sẽ là chuẩn nhất. Thì mọi người thường hay vẽ lưu đồ thuật toán đúng không? Ở đây nó hỗ trợ cho mọi người đây rất nhiều thứ ở đây. Ở đây nó cũng có này, một cái sổ ra có thể dùng, ví dụ như là mình kích vào đây này, thấy không? Mình đen đi này, hoặc là ví dụ như là mình kích thêm những cái này này, đấy, rất nhiều đúng không? Thì ở đây mình giả sử mình vẽ một cái lưu đồ nhỏ nhỏ đi. Đây, cái chung này, zero này, thì mình sẽ vẽ một cái lưu đồ nhỏ nhỏ ở đây. Tròn này, đấy, nó có hiển thị cái căn luôn nha, mọi người nhìn thấy không? Căn giữa này, đấy. Này nữa, căn giữa này khá là đẹp. Ở đây thì mình sẽ chọn cái dây đúng không, mình sẽ đi thẳng xuống này. Đây mình chọn là đường thẳng này, nhưng mọi người sẽ chọn đường xuyên đúng không. Đây tùy mọi người chọn. Đây mình sẽ chọn đường thẳng này, mình sẽ kéo xuống này. Đấy, mình thấy không, nhìn đẹp đúng không. Mình kéo xuống này, kéo lại này, kéo xuống này. Đấy, đây à. Bây giờ mình muốn là một cái đường kéo ngược lên đây, như thế. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái đường kiểu như thế này, cong như thế này. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại đúng không? Lôi ra đây. Đây mọi người thấy không? Khá là ok đúng không? Khá đẹp đúng không? Và bây giờ mình có thể là viết text gì ở trong bất kỳ ở đây. Ví dụ như là ABC này. ABC này. Text màu gì các kiểu, hay là size gì ở đây thì nó sẽ hiển thị ở bên cạnh đây. Thì mình vẫn để mặc định ở đây nha. Mình sẽ để ABC đây. Và ở đây mình muốn là cái hình chữ nhật này màu khác đi. Đây mình tô màu đây. Khá là tiện và nó khá là đẹp. Đẹp hơn so với lại mọi người tự vẽ ở trên cái pen này. Thì đối với lại những cái khi mà đi làm hoặc là sinh viên đúng không, thì
đối với mình đi làm vậy thì trước khi mình lập trình một cái gì đó thì mình sẽ phải vẽ cái design, đúng không? Vẽ cái design tức là những cái mà mình sẽ phải làm, đúng không? Mình sẽ phải phân tích là mình nên làm gì, mình sẽ vẽ ra thì nó sẽ clear và rõ ràng cho mình, và sau này một người lập trình thì nó sẽ theo đúng cái sơ đồ mà mình đã vẽ, đúng không? Thì khá là tiện. Thì đấy là một cái ưu điểm và mình rất hay dùng của thằng Draw.io này. Cái điểm tiếp theo của mình cũng thường hay dùng nó ở như cái lợi thế như thế này. Bình thường là khi mọi người vẽ và mô phỏng một prompter, đúng không? Thì nó sẽ và mọi người có thể là nhìn vào Proteus mà mọi người có thể design ra mạch thật của mình, đúng không? Và gửi cái bản le một cái bản để cho người khác, người ta nhìn vào đấy và người khác có thể nhìn vào cái bản vẽ đấy và người ta lắp được những cái linh kiện, ví dụ như mình làm một cái máy gì đó, đúng không? Ví dụ máy rót rượu chẳng hạn, thì người khác có thể nhìn vào đó và người khác có thể là nhìn vào cái bản vẽ của mình và người khác có thể đấu được, chạy ngon được. Thì nếu mà nhìn vào Proteus đấy thì nó trực quan quá, mình sẽ khó, đúng không? Hoặc là một người vẽ pen thì nó cũng khó. Thì ở đây thằng Draw.io này nó hỗ trợ kiểu kiểu mọi người thể ánh vẽ ánh ở đây là mọi người thể DJ. Mình ví dụ là ở đây giả sử là mình có con chip là Atetini 13 đi. Đây, hình ảnh này. Đây, ví dụ mình có một cái pin nào này cả. Mình sẽ import cái ảnh mình vừa mới mới tải về, import vào đây. Đây đúng không? Đây. Mình sẽ cho nó nhỏ lại đây. Đấy, mình di control để phóng to lên nha. Ví dụ mình bây giờ mình control C này, mình copy lại, copy một thằng. Bây giờ mình sẽ đấu nối hai cái con chip này với nhau. Hai con chip này với nhau. Giả sử là Proteus nó rất là trực quan. Không, nhưng mà mọi người ví dụ như những cái mọi người lấy hình ảnh ấy, không, mọi người đấu nối qua đây rất là tiện. Ví dụ mình bây giờ mình đấu nối chân này với chân này, đúng không? Mình sẽ sửa lại cho nó. Đấy, ví dụ thế, cho mình có thể để chỉnh nó đẹp hơn. Đây mình chỉnh mình cái này mình cần vẽ sẽ vẽ chỉnh lại cho nó đẹp, này cho nó đẹp thôi. Nhìn đây mình có thể trực quan được, đúng không? Trực quan là chân PB2 này sẽ nối với lại chân PB3 này, và ở đây thì mình đang lấy một cái ảnh của một con này thôi. Mọi người thấy lấy ảnh thực tế luôn con chip này ở trên trên đây, ví dụ như cái ảnh thực tế như thế này chẳng hạn, đúng không? Hoặc là những cái này. Thì đấy, thì mọi người có thể vẽ được ra, mọi người có thể vẽ nguyên một cái sơ đồ của một cái bo mạch mọi người muốn. Chắc chắn nó sẽ nhìn nó sẽ trực quan. Mình sẽ ví dụ cái mà mình đã vẽ rồi. Mình đã vẽ, ví dụ mình bỏ thằng này đi. Đây mình đã vẽ một cái máy rượu của mình. Đấy, đây mình đã vẽ một cái sơ đồ và nó ví dụ một cái khối nguồn của mình đi. Thì mọi người nhìn thấy đây đúng không? Mọi người nhìn thấy là mình gửi cái bản này cho người mới, thì người mới nhìn vào đây người mới chắc chắn sẽ đấu được, bởi vì là nó giống như thực tế của mình. Ví dụ pin chẳng hạn, mọi người nhìn thấy là pin như thế này, dương này sẽ đấu với lại cái chân pad này, đúng không? Và âm này sẽ đấu với lại chân pad cộng này. Đấy, nó thực tế đến đến những hình ảnh này thì mọi người nhìn vào mọi người sẽ đấu được những cái này. Hoặc là những cái nào ví dụ khó, những cái chân này chẳng hạn, đúng không? Thì ở đây mình sẽ thêm một cái tag node đây nữa, tức là cái này sẽ có ba chân chẳng hạn, đúng không? Chân này này đấu với dương này và chân ở dưới đây này, đây có ba chân, chân dưới này sẽ đấu với lại âm này, ví dụ thế. Đấy thì nó sẽ trực quan cho một người toàn bộ. Đây mình tự vẽ ở đây mà mình thiết kế, thì cái thiết kế này nó sẽ giúp cho những người mới có thể nhìn vào đây mà người ta đấu nối được một cách rất là đơn giản. Nhìn vào đây khá đơn giản được. Đấy thì hai cái ứng dụng chính của mình hay dùng.
Còn đấy là tùy mọi người, đúng không? Mọi người sẽ tải phần mềm này về và mọi người sẽ nghiên cứu thêm rất nhiều cái chức năng ở đây. Đây, ví dụ là mình mở xem đúng không? Những cái chức năng vẽ theo này này. Có cả table ở đây nữa này. Đấy, row 1, row 2 này. Rất nhiều cái ở đây. Câu này. Đây, nó khá là tiện để mọi người thế là tự mình vẽ và design một cái sản phẩm. Rồi, sản phẩm và gửi cho một bạn mới nào đó và nhìn đây và họ có thể làm được. Có thể đấu nối được rất đơn giản. Nhìn này nó còn đơn giản hơn cả Protus đúng không? Protus nó sẽ không trực quan, ví dụ khối nguồn chẳng hạn, Protus làm gì nó có hình ảnh kiểu như thế này. Thì với dùng này thì mọi người sẽ nhìn vào đây, mọi người sẽ đấu nối khá đơn giản rồi. Đấy thì mình xin hết, thì mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người comment dưới mình sẽ đáp.